Hello anh em, mình là Kiên Mô Tun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ test thực tế là đi trên đường. Ở con xe Jim này của mình đã lắp cái bộ ổn định điện version 2. Và ở đây thì mình có một cái đồng hồ báo vôn kế, là báo số vôn ở trên cái bình ắc quy của mình. Thì bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lên. Đó, thì đồng hồ của mình đang báo là 12,4 V. Thì trên xe này của mình hiện tại là mình đang lắp một cái đèn LED V8 M5 là chân để dành cho xe Jeep. Công suất cao nhất của bóng là 40W. Khi ở chế độ pha và chế độ cốt thì sẽ là 20W. Thì mình sẽ test luôn là 40W để xem cái xe này nó sẽ có cung cấp đủ được cái số điện để cho cái bóng đèn LED này nó hoạt động. Thì mình sẽ test đi từ điểm đây ra đến tít đằng kia thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3 km. Ok, thì là mình sẽ test ở cái mức là 20 cho đến 40 cây số một giờ, thì thường là anh em sẽ đi trong nội thành hoặc là đi trong thành phố thị xã đó, thì nó sẽ là 20 cho đến 40 cây số một giờ đi đúng tốc độ cho phép. Và mình sẽ test thử là cao nhất là 80 km/h, bởi vì cái đoạn đường ở đây thì nó sẽ cho phép mình chạy là 80. Ok, thì mình sẽ chạy đúng cái cây số mà nhà nước cho phép mình đi ở cái tốc độ là 80. Ok, thì bây giờ là mình sẽ để nổ máy lên nhé. Đấy, hiện tại bây giờ là cái đồng hồ của mình đang báo là 12,4. Cái bình ắc quy này của mình rất là yếu anh em nhé. Ok, thì bây giờ là mình sẽ bật đèn lên. Đó, bật đèn lên thì hiện tại đồng hồ của mình đang báo là 11,7 V. Và mình sẽ để chế độ cốt. Đây là chế độ cốt đấy. Thì là đồng hồ của mình đang báo là 12 V. Ok, bây giờ là mình sẽ bật pha 11,7. Và bây giờ là mình sẽ test đi tốc độ từ 20 cho đến 40 để xem cái đồng hồ ở đây nó sẽ báo như thế nào nhé. Thì anh em có thể nhìn ở đây thì có thể là biết được cái bộ ổn định điện version 2 trên cái xe Jim này của mình hoạt động như thế nào anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta làm bánh. Đây là đèn LED V8 M5. Chân M5 này là chân lắp cho xe Jim anh em nhé. Đèn của mình rất là sáng. Đây là mình đang đi trên cao tốc anh em ơi. Đó, thì đây là mình sẽ đi với tốc độ là 20 đến 30 cái số một giờ. Đây nó hơi chói một tí. Còn anh em nhìn thấy cái kim của mình đang báo là 30 đấy ạ. Thạch vàng là 30. Thì đồng hồ của mình đang báo là 12,6 V. Mình xin lỗi, mình nhầm rồi, mình nói là 20. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tăng tốc đi. Ok, bây giờ mình đã sang số 4 rồi. 30 cái số 1 giờ. Đồng hồ của mình đang báo là 12,4 V. Ở cái clip này là mình đi trên đường thì tiếng gió nó sẽ rè rè nên là anh em thông cảm nhé. Mình sẽ test thực tế như này thì anh em mới nắm được. Ok, thì bây giờ là mình sẽ ga lên một tí. Pin của mình đang chỉ là 40 cái số mặt giờ rồi anh em ơi. Đó, 40 cái số mặt giờ anh em đi thì đồng hồ nó báo là 12,5 V. Ok, như này là quá là ok rồi anh em ạ. Đó, nó đang lên dần điện nữa. Mình vẫn giữ ga đều. Bây giờ là mình sẽ đi lên tốc độ là khoảng 45 rồi anh em ơi. Đó, 12,7 V. Ok, bây giờ là mình sẽ test lên tốc độ là 60 cây số một giờ. Mình cầm
gầm cầu ở đây. Ok, thì bây giờ đồng hồ của mình đang báo là 12,2. Mình bóp phanh lại mình giảm tốc độ, nó báo còn có 11,5. Ok, thì bây giờ là mình sẽ về mau. Mình đang để đèn anh em nhé, mình đang để đèn. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tắt đèn đi. Đó, thì đồng hồ đang báo là 12,5, vẫn xin 12,5 anh em ơi. Đó, thì bây giờ mình sẽ tắt chìa khóa đi. Và bây giờ là mình sẽ test. Bật chìa khóa lên và mình sẽ bấm đề. Đó, cái xe của mình đã nổ rồi ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ tắt chìa khóa đi. Đồng thời là mình sẽ bật công tắc lên. Và mình sẽ bật chìa khóa lên là đèn đã sáng và mình sẽ bấm đề anh em nhé. Để xem là cái bình của mình nó có đáp ứng đủ không. Đó, thì bây giờ là mình sẽ bấm đề ở đây. Đó, bấm rất là dễ nổ. Ok, bây giờ mình sẽ tắt đi. Và mình sẽ bật cái chế độ là auto khởi động ở đây. Đó, thì bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lên là cái xe của mình sẽ tự động đề và đèn nó sẽ sáng đồng thời luôn anh em nhé. Đó, vẫn rất là dễ nổ, mặc dù là có 11,7V thôi anh em ạ. Ok, vậy đây là cái clip này thì anh em đã nắm được là cái xe của mình hiện tại nó đã đáp ứng được cái dòng nạp như thế nào. Điều đó là nhờ con ổn định điện version 2 giá chỉ có 100k, không bao gồm phí ship anh em nhé. Thì nhiều anh em cứ thắc mắc là tại sao mà không bao phí ship hay là bao phí ship. Thì nhân tiện ở cái clip này thì mình cũng xin nói luôn. Ví dụ như anh em lấy một con thì bên mình đang bán hiện tại tại chỗ là 100k. Nếu như mình gửi cho một anh ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi, phí ship nó sẽ dao động là từ 20 cho đến 50k. Đó, thì nếu như bên mình bao ship thì mình sẽ bán với giá là 150.000 trên một con. Ok, thì nếu như anh em mà lấy 10 con thì mỗi một con thì mình sẽ cộng thêm 50.000, 10 con là sẽ vênh nhau là mất là 500.000. Đó, mà 500.000 cái phí ship của mình sẽ dao động từ khoảng từ 20 cho đến 80k thôi. Đó, thì nếu như anh em lấy mà không bao phí ship ấy, thì anh em chỉ mất là có 80k tiền phí ship thôi. Còn nếu như anh em muốn bên mình bao ship thì anh em sẽ bị thiệt mất là 420.000, 420k đó, tiền ship hàng. Đó, thì anh em đã thấy cái sự chênh lệch nhau chưa ạ? Cho nên là bên mình sẽ bán là không bao gồm phí ship anh em nhé. Tất cả các sản phẩm bên mình bán là sẽ không bao gồm phí ship. Nếu như anh em đặt hàng mà cảm thấy ok ấy, thì cho mình xin họ tên, địa chỉ, số điện thoại thì mình sẽ ship hàng cho. Đó, thì có nhiều anh em cứ thắc mắc cái vấn đề đó. Thì khi mình ship hàng cho thì anh em lại bảo là cái giá nó bị vênh nên anh em không nhận hàng và hàng nó sẽ chuyển hoàn cho mình. Thì nó cũng rất là mất công cho mình. Đó, vừa mất tiền phí ship cho anh em mà vừa lại mất công cho mình. Đó, cho nên là qua clip này thì mình đã giải thích luôn cái cách thức ship hàng bên mình. Bên mình không bao giờ bao phí ship anh em nhé. Việc bao phí ship như thế nó sẽ nâng giá cái sản phẩm lên và mình chỉ muốn bán rẻ cho anh em thôi. Cho nên là anh em mới hiểu cái điều đó. Ok, xin chào anh em, mình là Kiên Motul. Nếu như anh em thấy clip này hay thì hãy share, like, subscribe kênh của mình. Hãy cho mình một like. Và nếu như anh em có thắc mắc gì thì có thể là comment ở phần bên dưới thì mình sẽ trả lời ngay cho anh em có thể. Ok, xin chào anh em, mình là Kiên Motul. Bây giờ là mình sẽ test lại một lần nữa này. Đó, vẫn rất là dễ nổ. Ok, đây là ánh sáng của đèn xe của mình đấu trên đường cao tốc. Đó, đây là có những cái cột đèn ở đây, ánh sáng rất là sáng. Đây là chế độ phát sinh của mình này. Đó, ok anh em, xin chào anh em.